Vào tháng 5 này, thương hiệu mì số 1 Hàn Quốc Nong Sim chính thức trình làng sản phẩm mì xin xào tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn gây sốt bởi chất lượng và hương vị đặc trưng. Sau buổi ra mắt ngày 14 tháng 5 vừa qua, mì xin xào sẽ được bày bán rộng rãi tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Đây là sản phẩm tâm huyết của thương hiệu Nong Sim khi có đến hơn 80 nguyên liệu trong thành phần. Đặc biệt xin xào còn ghi điểm bởi sợi mì mềm, chắc và dai với gói dầu gia vị chuyên dụng đi kèm, tạo nên hương vị đậm đà,